tôi thấy đồ như vậy, tôi thấy cảm thấy một người dân như tôi là trường hợp bất bình. Ở trong trường hợp mà mình có thể là tết nhất mà dưa hấu của người ta. Anh thấy kẹp xe không? Anh đi. Trong vấn đề là tôi thấy bất bình thì tôi quay. Nào ai nói gì thì tôi nói nè. Bây giờ nè, tôi nói dưa hấu như kia. Nói với một người dân thì tôi làm việc thấy đúng cái chứ. Tôi được quyền kiểm tra, tôi được quyền tôi nói. Có gì không? Đi ngã tư mà. Tôi thấy như vậy là đối với một người dân tôi cảm thấy như vậy là không được, hiểu không? Hiểu không? Rồi anh nào nhìn thế này nào, tôi thấy vậy đó, với một ý kiến người dân thì tôi thấy vậy đó nào. Đi đi giữ xe đi. Đâu rồi tôi được quyền tôi nói chuyện chứ, tôi cảm thấy như vậy là không được, đối với ý kiến một người dân cho tôi thấy là không được, hiểu không? Hiểu không? Cái dưa hấu người ta để đây như thế mà anh hết dưa của người ta. Là tôi thấy với một người dân, tôi đi ngang qua tôi thấy bất bình. Ủa một đống người như thế này chỉ để lấy một vài cái dưa hấu. Nè quay nè, quay đây, quay lại đây tôi nhìn tôi nói chuyện nè. Ai quay lại hết đây tôi nói chuyện. Hiểu không?